Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Tapan. Tiếp tục Ngọc Tapan lại vượt vài trăm cây km để tới tận nơi ở Nam Sơn, Thanh Hóa để giao chiếc ghế Furikyo AS2000 cho anh Phong. Thì thưa với quý vị, Thanh Hóa là một trong những điểm rất là tương đối xa, nhưng anh Phong vẫn rất là tin tưởng và đã theo dõi kênh của Ngọc Tapan rất là lâu. Nên anh đã quyết định nhờ Ngọc Japan tư vấn và sau đó là anh đã lựa chọn mua chiếc Furikyo AS2000 để dành tặng cho gia đình mình. Thì đây là cái lúc mà anh em nhân viên Ngọc Japan vừa mới tới nơi và đang trong quá trình lắp đặt cũng như là hướng dẫn sử dụng cho anh Phong. Thì ở đây là chiếc AS2000, một trong những cái bản 5D trí tuệ nhân tạo, nó là một trong những cái mẫu rất là cao cấp. Đứng sau duy nhất là cái sản phẩm AS2100 tại thời điểm hiện tại. Và đây như các bạn có thể thấy, anh em kỹ thuật đang từng bước chuẩn bị từ những cái thảm cho đến những cái bộ vệ sinh ghế, rồi những cái món quà tặng nhỏ, cũng là với những cái mong muốn mà mang cái sản phẩm nội địa Nhật tới tay khách hàng, nhưng làm sao để cho khách hàng có thể cảm nhận được những cái giá trị tốt nhất mà Ngọc Japan dành tặng cho các bạn. Thì như trong cái quá trình mà giao tới cho nhà anh Phong thì thấy anh Phong là một trong những người rất yêu các sản phẩm nội địa Nhật, từ tủ lạnh cho đến rất nhiều các thiết bị khác đều là những cái sản phẩm nội địa Nhật. Sau đó thì anh cũng tìm hiểu về những dòng ghế massage nội địa Nhật và đặc biệt anh rất quan tâm đến chiếc AS2000, và cũng là một trong những cái niềm may mắn khi mà Ngọc Japan là cái đơn vị mà anh đã tin tưởng lựa chọn mua cái chiếc ghế Furikyo AS2000 này, một trong những chiếc ghế massage nội địa Nhật thiên về chức năng vật lý trị liệu rất là tốt. Thì đó thực sự là cái điều rất là may mắn khi mà vừa với Ngọc Japan và với anh, bởi vì nếu với số tiền như thế mà mình mua một chiếc ghế siêu thị thì như cái video chia sẻ của bác hôm qua thì lại trong vòng một tháng lại đổi sang chiếc ghế này thì nó rất là phí, và đây anh đã mua được luôn. Và đó là một trong những lựa chọn mà Ngọc Japan thực sự rất là vui khi khách hàng đã tìm được những sản phẩm tốt cho bản thân mình. Và chúc anh Phong và gia đình luôn luôn có sức khỏe. Cảm ơn anh.